Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Trang Miền Tây. Dạ, cô chú, anh chị, hôm nay nhà Trang là ngày dựng nhà cho bé Thùy cô chú. Mà tại hồi sáng giờ nhà Trang có công việc đó cho nên Trang chưa có đến chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn. Nhưng mà dựng cũng vẫn chưa xong đâu nha. Thì mấy chú mới dựng lên lợp xong mà còn ở trước cái cửa buồng với lại nhà tắm cũng chưa làm xong. Thì giấc này thì trời chưa nắng rồi, Trang đến đây rồi Trang sẽ chia sẻ mà mấy chú đang làm ở trong cho cô chú, anh chị mình xem nha. Đây. Đây là những miếng giải đá này của chú. Đây Trang mua những miếng này để Trang dừng cửa buồn nè, với lại mặt trước cho nó đẹp. Bảo đảm ngôi nhà rất là đẹp nha. Trời nắng quá. Quá nắng thì hết cái đường luôn cô chú ơi. Mấy chú lập gần xong kìa. Ôi con chào đại gia đình. Chào mấy chú. Ôi trong đây mát quá ha. Đó, có mát chứ. Mát không? Mát. Cái gì trời mát, con ngoài mới nắng nè, ngoài nắng có đi vô mấy hầm nè. Làm xong mát quá nè. Đây là mình đang làm cửa buồng hả chú? Với lại cửa trước này nữa đúng không? Ơi, tại sáng giờ nhà cũng có công việc. Dạ đây thì mấy anh với mấy chú làm cũng gần xong rồi, vậy là cô chú anh chị. Đây. Các bạn em nha. Chú Bảy ở trên nóc nhà. Mày xuống dưới nhà của dân tư á mày, cái dáng dài coi. Ông lú cái đầu vô hết hồn anh chứ. Dáng gì nè. Ở dưới sàn dưỡng á. Dáng là 4 mét á. Rút nhiều miếng này. Nó dư rồi vậy. Sao cái giờ cũng như vậy? Sao cái giờ cũng như vậy? Thiếu rượu. Ủa nó bây giờ lấy cái chén ta. Nè hả? Đứa nào hả? Cái gì hả? Cái gì? Đây chắc này thì mấy anh đang tiến hành làm cửa buồn của chú anh chị. Ở đúng rồi, ở. Lấy cho bạn cái đấu kia. Cái dầu không đi. Nãy dò giúp sắp cho nè. Ủa em không ngồi mà làm cửa sao mà nhìn miếng này vậy, ngồi qua em nhìn vậy mẹ không biết cái miếng này cái gì mà làm vô nhìn đẹp quá trời vậy ta. Đẹp ha. Ờ. Vậy không một đẹp. Chuyện nữa mới đẹp. Chế hàng vô đây. Hả chị? Vô đó là đi đố ra nhà giường phải không? Vô đứng vô cái cột đó. Chưa. Chịu rồi chứ gì nữa. Một, hai, ba. Nữa rồi. Nữa hả? Cái nữa ông Chính ơi. Một, hai, ba. Hết nổi. Mắc cái gì nữa mà bác? Ấy rồi. Mắc ấy cái gì ấy nữa ấy nữa. Cái nước bây giờ chưa gặp cái nào. Bắn thì bắn sát cái kia. Dạ. Chắc gì? Rồi. Đúng. Em được cái giúp nhất hả? Dán danh đi. Ủa cái găng này à? Dính nè. bạn nào bắn lủng lỡ rồi. Làm dấu đó. Cho anh đứng lên ghế anh dịnh đi đó, cho anh lên coi anh coi, nó sụp xuống anh coi. Để cho anh dịnh cho nè. Không, ở trên nó sụp xuống. Gắn chỉ ngang hay chỉ xôi? Chị xôi hả? Con này nó nè chú Bảy. Có cái nẹp nữa rồi, nẹp luôn. Rồi nẹp luôn cái gì ơi? Đổ gì đổ mới đó. Rồi đổ tay đi coi. Anh ơi, anh phát cái tay xuống anh lao miếng sình coi anh ơi. Lao cái miếng sình cái miếng. Ai chơi ai xuống chút nữa, xuống chút nữa. Rồi tay chút sao rồi tới. Cái ghế nó có tới đó à. Sao con lên tới con đứng không tới cái gì ta kêu chùi sình dịnh gấp vô coi rồi sao biết được ừ. Nghe coi. Nghe chưa? Như vậy đó hả? bớt 7 tuổi rồi. Rồi nè, một con một bình ốc mình ăn lấy lấy đó rồi đặt những bình những tiếng ăn. Rồi xin thử nha, xin ốc dần. Còn ở nhà tại hồi nãy không mình dư mới được chứ chú ơi, tại mượn đồng là thợ mượn không à, cho nên đó mình phải làm đồ dư cho người ta chứ người ta ngồi đợi mình đó. Rồi mình mua đồ không mất trong mặt đó. Tại vì thợ mướn là đợi mình làm vài cái thì cái làm quen đó. Dạ thì đây là cái nhà đầu tiên á, cho nên nó cũng lộng lẫy. Rồi mua nó cũng chỉ như là mua không có đúng cái mình cứ xuyên ra ngoài á. Mua nội thất cho chị cái phiếu chị ký nhận rồi ha. Dạ rồi. Cái này bỏ đi, cái này là kiểm hạn. Dạ. Dạ cô chú anh chị ơi, thì Trang đã thanh toán được một phần của ngôi nhà đó. Đó là nhưng mà phần này nhiều hơn những phần còn lại là kẽm rồi sắt như giống như hồi nãy là Trang nói thiết dừng, thiết nóc, gạch lót nền luôn. Rồi với lại bê tông mà bê tông nhẹ đó thì kêu bằng alu gì đó. Thì cái đó bên chú Chính thì gành hơn, nhưng mà Trang thì Trang biết cái miếng đó rồi nhưng mà không biết tên gọi chính xác. Thì bên đây Trang thanh toán là 33 triệu 347 ngàn, chị bớt 7 ngàn, chị lấy 33 triệu 340 ngàn thôi. Đây mua đợt 1 xong rồi thêm đây là phần đợt 2 xong tổng cộng luôn 33 triệu 347, mà chị lấy 33 triệu 340 thôi. Dạ rồi bây giờ thì Trang đi về, thì ngày mai tiếp tục Trang sẽ đi thanh toán ha. Còn 2 chỗ nữa cô chú. Hả? Này nước phải không? Đúng rồi, nước. Chảy không có được. Hả? Chảy không được hả? Ừ. Chảy không được đâu. Sao? Hả? Chuột. Bé chuột đi đâu rồi đi theo hết. Ủa mới chở có 2 cánh nữa hả? Chúc mới chở 2 cái hả? Dạ còn bây giờ thì nhà đã hoàn thành xong rồi, Trang đã tính tiền các kẽm rồi, bây giờ Trang tính tiền cửa nữa, những cái cửa với cửa sổ của chú. Còn cửa sổ như thế nào thì chút xíu nữa Trang sẽ giới thiệu cả nhà mình nghe. Của chị cửa với cửa sổ là của chị bao nhiêu tiền? Có gửi mà giờ chị quên. Có gửi to rồi mà quên rồi. Ở đây là nghe em làm từ thiện đó, rồi người làm cửa đó chứ cũng bớt tiền. 9 triệu rưỡi đó, 9 triệu rưỡi. À, 9 triệu rưỡi ha. À, cầm tiền chị. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu và 9 triệu rưỡi. Rồi, chị cảm ơn nha. Rồi. Rồi bây giờ thì Trang qua trả tiền cá đá xi măng nữa. Rồi Trang quay lại chia sẻ cái nhà mình, công bố số tiền của anh Ben hỗ trợ làm nhà của mình và những vật liệu mà Trang mua gồm có những gì. Trang sẽ chia sẻ với cả nhà mình nha. Đợi cho chút xíu. Thì này thì làm nhà phần ở dưới xong rồi, thì cho nên đó, bây giờ Trang sẽ thanh toán phần vật tư cắt đá xi măng đó cô chú. Thì Trang mua ở cửa hàng Lê Luận. Lê Luận ở cửa hàng địa chỉ là chợ Xá Bọng, xã Thạnh Quế 2, Hà Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tại lại gì nó giáp danh hai bên đó, cho nên nó gọi là Hà Thạnh Quế vậy đó. Thì nhà cô Loan đây là cái cửa hàng nó sau lưng cô Loan nè. Thì như chỗ Trang đứng là xã Thạnh Lộc. Của phần vật tư, phần cát đá, xi măng với không có gạch lót nền là 10.800.000, 10.840.000 để xin có 40.000 quá. Ủa đây đâu rồi? Rồi không lấy tiền, không lấy tiền. Đây ăn quay rồi lấy tiền luôn nè, trời lấy coi. Cái này là 10.840.000, không bớt 40.000 luôn. Cái đó là chủ anh chị, anh làm mướn anh biết gì đâu. Bữa nay tại cô Loan trả các đá xi măng nên anh trả lại đây đang làm cái dưới mấy sông đó cô chú. Cái nhà 10 triệu đúng không? Em đếm nha. Đổ cột 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 triệu 840. 10.840. Vậy anh hồi em lại 160 đi. Để chứ anh hồi ra tiền này. Hoàn thành xong ngôi nhà. Đây. Viết chữ đẹp quá sao biết được đây. Rồi. Bà chủ trả tiền luôn bà chủ. Bà hai to luôn kìa. Bà hai to mày trừ ra nữa. Tay lại lấy tay lấy tiền cũng được. Chị đi lấy đi. Nó hơi lâu. Camera bắt máy vô, cô Loan lấy tiền đâu nhớ đặng nè. Nhớ chỗ. Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay là ngày Trang đến đây để bàn giao nhà mới cho bé Thùy. Rồi Trang sẽ công bố số tiền mà anh Ben đã hỗ trợ cho bên nhà của bé Thùy cô chú. Thì cái nhà này hôm nay thì Trang cũng xin chia sẻ, có đôi lời chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn. Thì nhà của bé Thùy thì Trang quy cách Trang cắt là bề ngang 4, bề dài 10. Nhưng mà thật sự nhà chính để mà ở chỉ có 32m² thôi. Còn cái nhà như thế nào thì Trang cũng xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng đi vào trong tìm hiểu và tham quan ngôi nhà của Trang nha. Này nắng. Trời, bà giỏi quá, bà giặt đồ kìa. Bà khóa chứ bà không phải bà giặt đồ đâu. Trời ơi, đâu có. Hôm nay bàn giao nhà mới rồi, lần cho mấy mẹ con vô ở. Cho gia đình vô ở nha. Dạ, trước tiên thì Trang sẽ giới thiệu phần cột nhà để mà Trang sử dụng là sắt vuông gì nha cô chú. Thì phần trước tiên cột nhà sử dụng là Trang xài sắt vuông 75 là 1,4 ly cô chú. Thì mỗi cái chân sắt như vậy, một cái chân cột như vậy thì Trang có hàng một cái râu để mà mình dựng chân lại nha. Dạ đây là mình hàng vô đây là cái tường á, cái nền ấy, nó dính với cái cột. Đó, cái đó là Trang nói theo kiểu Trang hiểu thôi nha. Còn trong nghề thì Trang nói vậy chắc không có nhiều người hiểu. Dạ đây thì phần đây thì Trang có làm 3 cây lam. Và trước tiên là 1 cây lam trước nè. Rồi, dạ chào chú. Dạ thì 1 cây lam xa, lam trước, 1 cái lam giữa và cái lam trước này nữa nè. Đó. Dạ đó là 3 cây lam. Dạ còn phần cái đòn tay sử dụng thì bên Trang sử dụng là 48. Vì không có kèo nên sử dụng cây lớn cho nó chắc đó cô chú. Dạ con chào chú. Ở bên đây thì mấy chú thượng tam bảo là gắn cái thượng tam bảo cho cái nhà của gia đình của bé Thùy là cái Trang thờ cô chú. Thì bên Trang thì Trang sẽ nói là cái thượng tam bảo, còn nhiều nhưng cô chú không biết thì gọi là cái Trang thờ. Đây vô cho mấy ông làm con. Trang thờ theo Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Dạ Thì tiếp theo thì trước mặt dựng thì Trang sử dụng miếng giả đá này cô chú. Đây, đẹp chưa? Phần này là Trang trang trí nha. Dạ thì con giới thiệu từ từ cho mấy cô chú anh chị hiểu. Dạ thì phần này thì Trang sử dụng giả đá. Còn phần dắt ở trong đây thì Trang có thêm một miếng bê tông nhẹ cho nó chắc đó cô chú. Thì cửa ở đây thì Trang dùng cửa nhôm đây. Nhôm này cô chú. Rồi nhôm kiến nha cô chú. Còn bên đây cửa thì cửa sổ bằng nhôm kính. Nhưng khung thì bằng kẽm cô chú. Sơn tĩnh điện cho nó chắc. Vì giá nó cũng bằng với nhôm hà. Cho nên còn 4 vách còn lại thì Trang đây là cửa sổ đây, Trang trang trí nè cô chú. Ra đây là cái bảng. Ở đây cái bảng thì cái bảng đây là nguyên căn nhà của anh Ben tài trợ, đơn vị thi công là đội từ thiện của cô Ba Lon. Đây đi vào đây con. Dạ đây, kế tiếp đây cũng là đây là cửa buồng thì Trang cũng làm giả đá, nhưng mà trong đây thì Trang không có ốp bê tông nhẹ cô chú anh chị. Thì trong đây thì Trang cũng thấy chắc chắn rồi, chỉ phần nằm nó bê tông nhẹ là để cho nó chắc hơn. Rồi ra ngoài cả nhà mình vô tiếp theo nha. Đó mình háo là nó mới hoàn toàn đó chị. Dạ đây thì tiếp theo ra ngoài cả nhà mình vô trong hay cô chú. Dạ lúc đầu thì cái nhà này thì nó quy cách nó rất là khó khăn, là tại vì đây Trang nói sơ bộ cho cô chú mình được hiểu ha, là cái nhà chính xác của mẹ bé Thùy nó chỉ có bề ngang 4 và dài 6 thôi. Là xong khi đó thì cậu bé Thùy cho thêm nhà của bé Thùy là 2 mét, mà trong khi 2 mét đó là nó là một cái nhà vệ sinh của cậu bé Thùy. Cho nên đó, bây giờ mình làm luôn 2 mét đó là mình phải hỗ trợ ngược lại cho cậu bé Thùy là một cái nhà vệ sinh mới. Đó thì cái nhà vệ sinh của bé Thùy lúc đó, cậu của bé Thùy là lúc đó nằm ở đây nè cô chú. Khi mà cái nhà 48 mình cắt ra thì cái nằm trong cái nhà vệ sinh. Lúc đó thì Trang cũng thi công bình thường là cái nhà vệ sinh nằm đây. Sau khi đó thì bây giờ làm xong xuôi hết rồi thì Trang mới suy nghĩ lại là bây giờ mình dời cái bồn cầu. Là lúc đó là nó tiến triển là khi mà mình sửa lại luôn đó nha, là mình dời cái bồn cầu nhỏ ra tí xíu để mình cho có không gian ở đây. Là tại ra thật sự ra nếu mà nói là bề ngang 4 bề dài 10 thì đó nó nằm khoảng là 40 mét vuông, nhưng mà thật sự cái ngôi nhà mà sử dụng ở trong nó chỉ có 32 mét vuông thôi. Cho nên Trang tận dụng hết sức có thể để mà làm cho một cái ngôi nhà nó được như thế này. Đây là thì mở cửa cho cô chú anh chị mình xem. Dạ, đây là tới cái phần nhà tắm. Thì ngày hôm qua làm xong thì chưa có vệ sinh nữa cô chú. Tại vì làm hơi tối á. Dạ, đây là bồn cầu khói nguyên khói cô chú. Thì cái bồn cầu này tại vì nhà này có em bé nhỏ cho nên đó thì Trang vệ sinh Trang làm bồn cầu thì bồn cầu này là 1,7 triệu luôn, bồn cầu tốt luôn, nhắn nút ở trên luôn. Thì vòng vách thì Trang có thêm miếng bê tông nhẹ nữa nè, làm cho nó nước nó sẽ không có văng lên những miếng thiết này, làm cho thiết nó sẽ mau sét đó. Rồi kế đây tiếp thì Trang sẽ mời cả nhà mình ra ngoài nha. Đây thì ở sau thì Trang có làm thêm cái cửa nè. Cửa này thì cửa tôi kêu bằng cái miếng banon gì đó, bano cô chú. Trang thì không có gành nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp đúng không? Thì Trang suy nghĩ những cái nhà sau thì Trang sẽ làm cửa như gì cho nó đẹp hơn, nó tiết kiệm chi phí một tí xíu nữa. Đây rất là đẹp. Cái này mà mình nếu như mình sơn lên nữa thì nó nguyên một ngôi nhà thì nó lại khác nữa, cho nên Trang sẽ không có sơn, cho nên mình để nguyên cái tấm như thế này thì nó hợp với ngôi nhà hơn. Rồi đây nó sẽ Trang sẽ gắn thêm cái tay cầm nè, rồi chốt khóa luôn nha. Đây Trang kế tiếp thì Trang sẽ giới thiệu sơ qua đó là tại sao mà mình làm thêm 2 mét ở ngoài. Dạ đây cô chú thì bên đây thì trai bé Thùy đang sử ra làm cái ống nước bên đây nè cô chú, cho nên Trang đứng ở đây Trang giới thiệu với cả nhà mình luôn nha. Dạ đây là cái nhà vệ sinh, cái nhà tắm mới mà Trang làm lại cho nhà của bé Thùy. Làm cái nhà này là nó phải làm mà 2 cái nhà vệ sinh, cho nên chi phí thì nó hơi cao tí xíu. Đây rồi xong á, khi mình dỡ cái nhà này ra thì ở trên nóc của cậu bé Thùy mình phải dỡ, cho nên mình sẽ làm thêm 2 mét này ra nữa. Đó cô chú, ở trên đó mình làm từ nhà của bé Thùy đi qua nhà cậu bé Thùy là thêm 2 mét nữa nha. Dạ đây là cái nhà vệ sinh với nhà tắm mà mình làm lại cái mới cho cậu bé Thùy ha. Thì bồn cậu đây thì Trang cũng làm bồn cầu nhắn nút luôn nha. Nhưng mà bên đây thì 2 khối và giá là 790.000. Đó thì mình làm thiết lại vòng vòng dừng lại hết trơn luôn. Rồi kèm thêm mới tiếp trên nóc 2 mét nữa ha. Rồi Trang xin mời cả nhà mình gời chân ra đây với Trang. Dạ thì theo thì Trang cũng hỏi ý kiến của anh Ben rồi. Lúc trước nhà của bé Thùy thì Trang có đặt 3 cái cửa sổ, nhưng mà tại vì diện tích mà Trang làm thì trong nhà sử dụng chỉ có 32 m² thôi. Rồi Trang làm thêm cái cửa sau nữa là gió nó thoáng rồi cho nên không cần cửa sổ. Thì Trang hỏi anh Ben thì phần cửa sổ đó thì anh Ben hỗ trợ lại cho cậu là em của mẹ bé Thùy, đó là cậu của bé Thùy á. Đây là 3 cái cửa sổ thì Trang mời cả nhà mình ra ngoài cửa sổ nha. Dạ đây thì là nhà của cậu bé Thùy nè. Lúc trước thì không có được như vậy đâu mấy cô chú. Thì làm nhà cho bé Thùy xong thì nhà của cậu bé Thùy nó cũng hư hỏng nặng, cho nên cô Loan cho em của mẹ bé Thùy á mượn số tiền, rồi sau này mình trả dần á. Không có lợi là không có lời lãi gì đâu nha, chỉ trả dần thôi. Làm cái mái trước nè, rồi với lại mình làm cái cửa buồng, rồi đôn thêm cái nền lên cho nó cao, rồi lót gạch mới luôn nha. Dạ gạch bên đây nè, nhưng mà hôm nay đội thi công thì có công việc cho nên chưa có làm. Dạ đây là những cái cửa sổ mà hồi nãy Trang giới thiệu với cô chú anh chị mình đó. Thì ở đây gồm có 3 cái, là cũng là kéo mở kéo ngang không nha cô chú, là cũng là nhôm và kiến. Rồi ở trên này thì sơn tĩnh điện cũng giống như hồi nãy Trang giới thiệu với cả nhà mình rồi. Đó thì 3 cái này thì Trang sẽ dành để tặng lại cho em của mẹ bé Thùy, đó là cậu bé Thùy á. Đây thì Trang mời cả nhà mình ra ngoài để công bố số tiền và những cái mà Trang còn muốn chia sẻ của chú mình thêm nữa nha. Dạ cô chú anh chị ơi, dạ là cái phần nền mà Trang làm cho nhà cái bé Thùy á, nó cao hơn so với những cái nền mà lúc trước giờ Trang bên Trang nó tài trợ cô chú. Là tại vì trước nhà bé Thùy làm ở đó một cái cống thoát nước cho nên Trang phải làm cao để thôi cái mùa nước lên hoặc là những cái mùa mưa mà nó tràn cống rồi nó không thoát kịp á, nó sẽ tràn lên nhà. Dạ đây đó. Dạ đây là cô chú anh chị, thì cái phần mà 2 mét hồi nãy Trang nói cô chú mình đó thì 40 m² á là bày cái nền nhà là 10 m, là nó 10 m là nó lại trước gì nè. Rồi cái nóc nhà thì nó 10 m nhưng mà nó tràn lại xa cho cậu bé Thùy. Thì nãy giờ Trang qua chắc cả nhà mình cũng hiểu ha. Dạ thì hồi nãy giờ Trang cũng dắt cả nhà mình, cô chú anh chị và các bạn đã tham quan ngôi nhà mà Trang đã làm cho bé Thùy cô chú. Thì tổng số tiền thì Trang mua đầu tiên đó là giặt tư, là cầm kẽm nè, rồi phần đá giả tường, rồi phần bê tông nhẹ, tôn, thiết gì đó. Xong rồi đá gạch lót nền, toàn bộ đó là 33.340.000. Rồi kế tiếp đó là Trang mua đó là cát đá xi măng thì đó là 10.800.000. Dạ phần thứ ba đó là cửa toàn bộ cửa, đây là một cửa chính, một cửa sổ, thêm một cái cửa nhà tắm, rồi thêm 3 cái cửa sổ nữa, nó tổng cộng là 9.563.000 nhưng mà thợ bớt là 9.500.000. Dạ cái tiếp theo đó là số tiền mà phát sinh khi mà mình không mướn thợ, đó là những gì đó là những cái ống nước mình làm 2 cái nhà cầu, thêm đó là ống nước dẫn ra ngoài, rồi những cái cưa, rồi những cái chỉ, đó là toàn bộ những cái chi phí phát sinh đó là 3 triệu đồng. Thì đó là kèm theo những cái lưỡi cưa mình mua cưa đúng không nghe cô chú. Rồi cái tiếp theo đó là tổng cộng số tiền Trang làm toàn bộ ngôi nhà đó là 57 triệu. Thì làm xong ngôi nhà con thấy chú Ben cất nhà cho con đẹp không? Đẹp không? Thì đẹp thì con cảm ơn chú Ben đi nè. Dạ con cảm ơn chú Ben đã chở cho con đi học với làm ngôi nhà cho con. Trước tiên quan trọng nhất là con phải cảm ơn đó là bên tổ từ thiện của cô Ba Lon với chú Chính với mấy ông mà làm nhà cho con nè. Dạ. Con cảm ơn mấy ông. Con cảm ơn mấy ông. Con cảm ơn mấy ông bên đội từ thiện. Con cảm ơn mấy ông đã làm nhà cho con một ngôi nhà thiệt là đẹp. Đã làm ngôi nhà cho con thiệt là đẹp. Thì hôm nay thì em đã làm xong ngôi nhà cho chị hoàn toàn hết ha. Thì hôm nay em bàn giao nhà xong thì gia đình mình có thể dọn vô nhà ở rồi. Tại vì hôm qua có những cái trục trặc mà mình phải sửa lại cho nên là bữa nay làm xong rồi ha. Cảm ơn mấy chú. Rồi chị ba. Thì chồng của chị rất là ngại cho nên thì Trang không có mời anh ra đây để mà chia sẻ của chúng mình. Thì đây thì Trang bàn giao cho gia đình của ba mẹ con đi ha. Thì làm xong ngôi nhà xong rồi. Bây giờ thì Trang chúc cho anh với chị sống là cuộc sống là hai vợ chồng sống hạnh phúc, cuộc sống sức khỏe thuận lợi để mà mặn để mà lo cho mấy đứa nhỏ ha. Còn bây giờ thì chị có lời gì muốn nói với anh Ben với bên tổ từ thiện thì chị nói đi. Dạ, em có lời cảm ơn anh Ben giúp đỡ cho mẹ con em được nhiều. Cái ở đây là anh Ben hỗ trợ phần tiền thì anh Ben nhắn nhủ lại cho em nói với chị là anh Ben chỉ hỗ trợ tiền thôi, mà cái phần mà cực khổ hay là cái công gì đó toàn bộ là bên tổ từ thiện là mấy chú làm hết. Trời mưa trời nắng hay là trời gió gì đó, bão bùng gì đó, mấy chú cũng rất là nhiệt tình làm cho bên họ, bên gia đình của mình. Cho nên lời cảm ơn chân thành nhất đó là chị gửi đến bên tổ từ thiện. Cảm ơn chú Chính vì những cái đỡ này kia, mưa gió này kia các bạn đó. Dạ. Dạ thì ra đây thì Trang cũng thay mặt gia đình, Trang xin gửi lời giống như là Trang xin gửi lời cảm ơn nhất đó là bên tổ từ thiện của chú Chính với cô Ba Lon, là tại vì ngôi nhà đây là ngôi nhà đầu tiên mà bên tổ từ thiện mình nhận làm. Nó có nhiều cái thay đổi mà nhiều cái mà mình làm nó có cái nghị sự mà phát sinh sữa rồi nhiều cái phát sinh mà cần thiết trong đội. Thì con cũng xin thay mặt gia đình cũng như con xin cảm ơn bên tổ từ thiện rất là nhiều, nhất là bên mấy chú. Thì Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội từ thiện, xong rồi đó là cảm ơn anh Ben. Trang xin chúc bên đội từ thiện giống như anh Ben có một sức khỏe thật là tốt, bên đội từ thiện cũng có sức khỏe thật là tốt để mà làm những ngôi nhà tiếp theo để cho bà con chúng ta đỡ khó khăn, có một ngôi nhà che mưa che nắng. Trang xin chúc cô chú anh chị và các bạn giống như là cô chú Mạnh Thường Quân có thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì Trang xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Con khóc con la quá trời. Bye bye. Bye bye Thùy. Bye bye. Thì hôm nay Trang bàn giao cho nhà của bé Thùy xong rồi thì kế tiếp đây thì Trang cũng chuẩn bị làm ngôi nhà tiếp theo. Thì sẵn đây có chú ở đây thì con xin gửi số tiền mà cô Mai gửi về cho bên đội từ thiện mình. Là trước đó cô Mai gửi về cho con 200 đô, 100 đô thì cô Mai hỗ trợ cho ông bà già lụm dây chai á. Thì 100 đô để mua trụ đá để sửa lại nhà, còn 100 đô thì gửi lại bên cho đội từ thiện. Thì đây con sẽ gửi cho đội từ thiện. Con 100 đô thì con gửi ra được là 2 triệu 330 ngàn. Đây con gửi chú, gửi cho bà chủ. Bà chủ đây là bà chủ lo cơm nước săn cộ cho mấy bên chú bên tổ từ thiện. Rồi sẵn đây thì con thay mặt anh Ben gửi bên đội từ thiện mình. Thì con gặp chung một người con gửi luôn ha. Đầu tiên thì gửi cho đội từ thiện mình là 6 triệu. Đây thì em gom một chỗ em đưa cho cô Lon luôn. 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Dạ, đó là phần 6 triệu của anh Ben gửi cho bên đội từ thiện để nấu những bữa cơm cho mấy chú ăn nè. Rồi đây săn cộ đi tới lui khi mà có những chuyến đi xa. Rồi, còn bây giờ thì bà chủ cảm ơn đi. Cảm ơn anh Ben. Để cô Mai nữa. Với cô Mai ha. Hỗ trợ cho từ thiện có số tiền để lo ăn uống săn cộ rồi lo luyện rồi đào cây. Thì sẵn đây thì con cũng xin chia sẻ lúc trước thì chưa có con gia nhập đội thì chỉ có một tay cô Lon lo cho bên đội từ thiện ăn uống với lại săn cộ thôi. Thì bên đây thì nhờ có cô chú giống như anh Ben, giống như chú Dũng, rồi tiếp theo có thêm anh cô Mai nữa thì rất là quý luôn. Bây giờ thì con thay mặt bên đội từ thiện như nhóm từ thiện của cô Ba xin gửi lời cảm ơn đến cô Mai với anh Ben nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào đi. Chào anh Ben. Chào nó giờ 2 lần luôn, nhưng mà chào luôn, chào tiếp theo. Chào đi, sao bụng heo vậy anh nuôi? Nè không chào chứ chào. Bắt kịp chưa kịp. Ông đầu đàn không chào hết, tôi chào luôn. Anh đầu đàn.